Letter Winterkind là một loài chim nhỏ hiếm hoi ở Úc. Chim trưởng thành có phần trên màu xám nhạt, trong khi đầu cổ và phần phía dưới có màu trắng, vai màu đen và mắt màu đỏ. Phần màu đen dưới cánh chỉ nhìn thấy khi bay có dạng chữ M khá đặc biệt. Điều này đã làm cho chúng không bị nhầm lẫn với các loài diều khác. Chim trưởng thành có chiều dài cơ thể khoảng 35cm với sải cánh từ 84-100cm. Chim mái thường nặng hơn chim trống một chút, khoảng 310g, còn chim trống chỉ khoảng 260g. Cả hai giới tính đều có vẻ bề ngoài tương tự nhau. Nó có mỏ màu đen quặp xuống chắc khỏe, chân màu vàng với móng vuốt sắc nhọn thích hợp với việc săn bắt, kết hợp với cái mỏ để xé con mồi. Ban ngày, chúng thường ẩn mình trong những cành cây nhiều lá và bắt đầu chuyến đi săn khi mặt trời vừa lặn. Nó thích săn bắt loài gặm nhấm và đôi khi có cả thằn lằn. Nó thường bay lơ lửng giữa không trung trên các cánh đồng hoặc đồng cỏ. Thông thường, nó đi săn vào ban đêm, nhưng khi thức ăn khan hiếm hoặc dư thừa, chúng vẫn sẽ kiếm ăn vào ban ngày. Mỗi ngày, loài chim này chỉ cần ăn khoảng một con chuột là đủ. Khi bay, chúng thường tạo đôi cánh có hình chữ V. Nó cũng có thể đứng yên một chỗ trên không trung bằng cách đập cánh liên tục để quan sát con mồi tốt hơn. Chúng thường xuất hiện ở những khu vực khô cằn hoặc bán khô cằn, nơi có nhiều cây bụi và đồng cỏ. Sinh sản. Mùa sinh sản thường là từ tháng 7 đến tháng 11. Tổ được làm bằng các cành cây nhỏ, tạo thành một cấu trúc khá chắc chắn ở giữa các ngã ba cây, với độ cao khoảng 5 mét so với mặt đất. Chim mẹ sẽ đẻ khoảng 4 quả trứng với các đốm màu nâu đỏ. Công việc ấp trứng phải mất 30 ngày. Chim non có cuộc sống độc lập sau khoảng 32 ngày. Loài chim này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Số lượng cá thể trên toàn cầu ít hơn 1.000 con. Ó cá hay ưng biển là một loài chim ăn thịt phân bố rộng rãi thứ hai trên thế giới, chỉ sau loài chim cắt lớn. Loài chim này được tìm thấy ở tất cả các châu lục, trừ lục địa Nam Cực, ở những vùng đất có khí hậu nhiệt đới và ôn đới. Ở Bắc Mỹ, nó sinh sản khắp các vùng đất, từ Alaska, Newfoundland đến tận phía nam các bang vùng vịnh của Hoa Kỳ. Chúng trú đông từ miền Nam Hoa Kỳ đến tận Argentina. Còn ở châu Á,
Các quốc gia loài chim này có thể di trú bao gồm Nam Á, Đông Nam Á, từ Myanmar qua Đông Dương đến miền Nam Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và Philippines. Ó cá là loài chim săn mồi kiếm ăn vào ban ngày. Chúng có kích thước lớn với chiều dài cơ thể lên đến 60cm, sải cánh dài khoảng 180cm, trọng lượng cơ thể dao động từ 0,9 đến 2,1kg. Phần trên lưng có màu nâu đậm, trong khi ức có màu trắng và đôi khi có sọc màu nâu, còn phần lông còn lại có màu trắng, phần đầu màu trắng với một vòng màu sẫm quanh mắt, kéo dài đến hai bên cổ. Đồng tử có màu vàng và nâu, trong khi vòng màng xung quanh trong suốt có màu xanh dương nhạt, mỏ có màu đen, phần đỉnh nhô lên với màu xanh dương, bàn chân có màu trắng với các móng vuốt màu đen. Nó có một cái đuôi ngắn, cánh hẹp và bốn lông vũ dài như những ngón tay. Lông thứ năm ngắn hơn làm cho nó có hình dạng rất đặc biệt ở đôi cánh. Cũng như cái tên gọi ó cá của nó, thức ăn của loài chim này hầu như chỉ là cá và lên đến 99% khẩu phần ăn của nó. Nó thích săn bắt và ăn những con cá có trọng lượng từ 150 đến 300 gram, còn chiều dài mỗi con khoảng 25 đến 35 cm. Nó cũng săn bắt những con cá có trọng lượng từ 50 đến 2000 gram với kích thước bất kỳ. Ngoài ra, ó cá cũng có thể săn các loài động vật gặm nhấm như thỏ, động vật lưỡng cư, các loài chim nhỏ và các loài động vật bò sát nhỏ. Loài ó cá có các đặc điểm vật lý và hành vi rất đặc biệt, giúp chúng có thể săn và bắt con mồi rất tốt. Nó có thị lực vô cùng tốt, có thể nhận dạng các vật thể dưới nước từ trên không. Nó có thể nhìn thấy con mồi đầu tiên khi ở độ cao từ 10 đến 40 mét, sau khi đảo trên không vài vòng rồi lao xuống. Tư thế lao xuống nước của ó cá cũng hoàn toàn khác với các loài chim săn mồi khác. Đầu của nó hướng về phía con mồi, song song với cặp chân và các móng vuốt sắc nhọn mở ra, sẵn sàng tóm gọn con mồi trong tích tắc. Ó cá đặc biệt thích nghi với cách săn mồi này. Hai lỗ mũi khi xuống nước có thể khép lại để giữ không cho nước tràn vào cơ thể khi lặn. Các móng chân cong vút sắc bén có vai trò như các móc câu để có thể giữ chặt con mồi. Chim trống và mái có bề ngoài khá giống nhau, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể phân biệt được. Ở chim trống trưởng thành khác với chim mái ở chỗ, cơ thể chim trống mảnh hơn và cánh dẹp hơn. Phần lông ở ngực của con trống nhỏ và nhạt màu hơn so với con mái. Sinh sản. Ó cá sống trong nhiều kiểu môi trường khác nhau. Chúng làm tổ ở bất cứ nơi nào có vực nước, các hồ và sông nước ngọt hoặc các vùng nước lợ ven biển, nơi mà có thể cung cấp đầy đủ thức ăn cho chúng trong suốt quá trình sinh sản. Chim ó cá đạt sự trưởng thành về giới tính và bắt đầu sinh sản ở độ tuổi từ 3 đến 4 tuổi. Ở một số nơi có mật độ chim ó cá cao như vịnh Chesapeake, Mỹ thì chúng không thể sinh sản sớm hơn lúc 7 tuổi vì thiếu vị trí làm tổ. Tổ của chúng được làm trên các tảng đá, trên các cành cây trơ trụi lá, trên đỉnh cột điện hoặc bất cứ nơi nào chúng có thể làm được, nhưng không phải là ở dưới mặt đất. Tổ ó cá có thể nói là một đống các cành cây lớn nhỏ khác nhau, cỏ hoặc trong biển. Chim bố mẹ sẽ thay phiên nhau tha gấp từng cành cây về. Tổ có đường kính khoảng 2 mét và trọng lượng của một tổ có thể lên đến 135kg. Chính vì thế, những tổ nào được làm trên trụ điện có thể gây nguy hiểm chập điện bất kỳ. Chim mái sẽ đẻ từ 2 đến 4 quả trứng màu trắng với các đốm đậm màu nâu đỏ. Trứng nặng khoảng 65g. Chim mẹ sẽ ấp trứng trong khoảng 35 đến 43 ngày. Những chú chim non khi mới nở chỉ nặng khoảng 50 đến 60 gram. Ở những nơi có nguồn thức ăn khan hiếm, hầu như chỉ có một mình con chim non nở ra đầu tiên
là có thể sống sót và phát triển tiếp. Ó cá non có thể được xác định trống và mái ở màu sắc lông ở trên lưng, dưới bụng và các lông sọc trên đầu. Vào mùa xuân, chim ó non có thêm một lớp lông vũ dày hơn so với lớp lông tơ trước đây của nó. Chim non sẽ nhận được sự chăm sóc của bố mẹ trong khoảng từ 8 đến 10 tuần trước khi chúng có cuộc sống hoàn toàn tự lập.